Giờ mình tất cả chúng ta tịnh tâm trong 1 phút để cầu nguyện Thượng Đế và Hải Hội Chư Phật Bồ Tát hộ trì giúp đỡ cho nhân loại chúng ta sớm chấm dứt cái đại dịch COVID, và chúng ta cũng cầu nguyện cho đất nước Đông Âu Ukraine sớm vượt qua cái kiếp nạn chiến tranh này. Hôm nay chúng ta học qua cái đề tài về năm uẩn. Mặc dù cái đề tài năm uẩn này chúng ta cũng đã triển khai rồi, chúng ta cũng đã học nhiều lần rồi, nhưng mà không có cách nào mà chúng ta có thể nắm vững một cách tường tận được. Thành ra rồi tôi cũng phải chia ra thành từng phần. Như quý vị biết là chúng ta, mỗi mỗi người chúng ta đều có năm uẩn hay là năm ấm, là sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn. Tuy là nói năm uẩn nhưng mà chúng ta chỉ có ba thể thôi. Chỉ có ba thể thôi. Là con người thì ai cũng có một cái thân thể tứ đại vật chất này để mà hành động. Một cái thể tình cảm hay là cảm giác. Đó chính là cái thể thọ uẩn. Để nhờ cái thể này mà chúng ta mới có những cái tình cảm. Chúng ta mới biểu hiện ra được những cái cảm giác xuyên qua cái thân thể. Rồi chúng ta có tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn. Ba cái uẩn này, ba cái thể này chúng ta gom lại làm một thể. Đó là thể tư tưởng nhận thức. Thì làm con người thì ai cũng phải có ba thể, thân thể để hành động, tình cảm, cảm giác, để mà chúng ta có biểu hiện ra cái tình cảm và những cảm giác. Và cái thể thứ ba là nhà tư tưởng nhận thức. Bởi vì khi đứng trước vạn pháp thì chúng ta cũng phải có cái tư tưởng, rồi chúng ta cũng phải có cái nhận thức. Cái pháp đó, cái vật đó nó thuộc về như thế nào, về mặt vật chất, về mặt tinh thần. Tất cả ba cái thể, thân thể, thể tình cảm và thể tư tưởng nhận thức, nó có mặt ở trong nhau đó. Trong cái thân thể này nó có cái thể tình cảm, thể cảm giác, nó trôi chảy liên tục ở trong cái thân thể này. Nếu mà chúng ta không có cái thể tình cảm, cái thể cảm giác trôi chảy liên tục trong thân thể này thì chúng ta sẽ không bao giờ mà chúng ta biểu hiện ra được những tình cảm yêu thương, những tình cảm giận ghét, hay là những cái cảm giác nóng, cảm giác lạnh, cảm giác khoái lạc, cảm giác chán chường, đau khổ, vân vân và vân vân. Mà sở dĩ chúng ta biểu hiện ra được những cái tình cảm, những cái cảm giác này là nhờ cái thể này, là nhờ cái thể tình cảm, cảm giác mà bên Phật giáo gọi là thọ uẩn đó. Nó trôi chảy liên tục, nó trôi chảy liên tục ở trong cái thân thể vật chất này. Rồi sở dĩ mà chúng ta có những cái tư tưởng, những nhận thức là nhờ chúng ta có một cái thể gọi rằng cái thể tư tưởng nhận thức mà Phật giáo gọi là tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn.
nó cũng trôi chảy, cái thể này nó cũng trôi chảy liên tục ở trong cái thân thể vật chất này. Nhờ vậy mà chúng ta mới có những cái tư tưởng, những nhận thức. Chúng ta nói cho dễ hiểu là chúng ta có ba thể: thân thể vật chất, thể tình cảm và cái thể trí. Thể trí tức là cái tư tưởng nhận thức đó. Nó có mặt ở trong nhau, nó trôi chảy liên tục ở trong nhau. Cái thân thể này, thân thể đất nước gió lửa này của chúng ta, nó là một cái công cụ để cho cái thể tình cảm với cái thể tư tưởng nhận thức đó, nó hoạt động xuyên qua đó. Cho nên ở đây tôi muốn nói với quý vị, chúng ta cũng phải giữ cái thân thể vật chất này cho nó được hoàn chỉnh, cho nó được nhạy cảm. Chúng ta đừng có nên để cho cái thân thể vật chất này nó quá ù lì. Tôi nói sát nghĩa cho quý vị biết là chúng ta phải nuôi cái dưỡng cái thân thể vật chất này bằng những thức ăn thanh khiết, những thức ăn chay tịnh, để cho cái thân thể này nó có cái sự thanh, nó có sự nhẹ nhàng, nó không đến nỗi nặng nề, để cho các thể, thể tình cảm, cảm giác, thể tư tưởng nhận thức, nó hoạt động xuyên qua cái thân thể này, nó hoạt động được dễ dàng hơn. Bây giờ tôi muốn nói với quý vị, sau khi chúng ta chết, khi chúng ta chết á, tức là chúng ta trút bỏ cái thân thể đất nước gió lửa này, chúng ta trả cái thân thể đất nước gió lửa này trở về với đất nước gió lửa. Nhưng mà những cái linh thể, cái thể tình cảm, cảm giác, cái thể tư tưởng nhận thức, nó vẫn còn y nguyên, không hề có một cái sự thay đổi nào cả. Và lúc bấy giờ cái, những cái linh thể này nè, nó cuốn rồi nó bay ra khỏi cái thân thể vật chất. Người ở thế gian này gọi cái thể tình cảm, cảm giác đó gọi là ma, gọi là vong linh. Như chúng ta biết, khi nãy tôi có nói với quý vị là chúng ta có lúc còn sống, chúng ta có những cái cảm giác, cảm giác no, cảm giác đói, cảm giác lạnh, cảm giác nóng, cảm giác của sự đau khổ, tất cả, hay là cảm giác của sự khoái lạc, vui vẻ. Tất cả những cái cảm giác này nó đều phát sinh từ cái thể tình cảm, cảm giác đó. Nó trôi chảy trong cái thân thể, nó mượn cái thân thể làm một cái công cụ để nó biểu hiện. Và khi mà cái thân thể đất nước gió lửa này chết rồi, nó đi ra ngoài, những cái thể linh thể đó, thể tình cảm, cảm giác, thể tư tưởng nhận thức, nó bay ra ngoài, nó vẫn còn nguyên đó. Chứ quý vị đừng có nghĩ rằng khi mình chết rồi, cái thân thể đất nước gió lửa này chết rồi, thì những cái thể tình cảm, cảm giác, tư tưởng nhận thức của quý vị nó cũng sẽ hoàn toàn tàn hoại như là cái thân thể vật chất này. Nếu mà ai mà có cái tư tưởng đó thì hãy lập tức gội rửa cái tư tưởng đó đi. Cái sự hiểu biết đó rất là vô minh. Hiện nay tôi thấy cũng có những pháp sư, họ cũng lên mạng rồi họ cũng có nói, họ nói về cái vấn đề sau khi chết rồi sẽ không bao giờ đói, cũng sẽ không bao giờ lạnh, cũng sẽ không bao giờ nóng. Những sự hiểu biết này hoàn toàn sai lầm hết. Hoàn toàn sai lầm 100% luôn. Tôi đã nói với quý vị rồi là cái thân thể vật chất đất nước gió lửa này là một cái công cụ, một cái công cụ không hơn không kém, để cho các linh thể, tình cảm, cảm giác, tư tưởng, nhận thức nó hoạt động xuyên qua cái thân thể vật chất này. Và khi mà gọi là chết á, tức là chỉ là
rời bỏ cái thân thể vật chất này, trả cái thân thể vật chất này, cái thân thể đất nước gió lửa này trả về cho đất nước gió lửa thôi. Còn ngoài ra, những cái tính chất của các thể tình cảm, cảm giác, tư tưởng, nhận thức nó vẫn còn nguyên. Nó vẫn còn nguyên. Và có thể là nó sẽ còn linh động, còn hơn là lúc mà nó còn mang cái thân thể này nữa. Bởi vì á, khi còn mang cái thân thể vật chất á, thì nó bị cái sự ù lì của cái thân thể vật chất này đóng khung nó, làm giảm bớt đi cái tính chất hoạt động của nó. Nhưng mà khi mình rời bỏ cái thân thể vật chất đất nước gió lửa này á, thì những cái thể đó đó nó hoạt động rất là mạnh mẽ. Bởi vì nó trở về với cái cương vị của nó. Những cái linh thể này nó cấu tạo bởi cái khí chất của cái cõi giới tinh thần. Mà bấy lâu nay á, khi mà chúng ta còn giữ cái thân thể vật chất này á, thì trong cái thân thể vật chất này nó hoạt động bên trong cái thân thể vật chất. Thì cái thân thể vật chất này á, đã đóng khung, đã giới hạn cái sự hoạt động của nó. Còn bây giờ khi mà cái thân thể vật chất này nó tan rã rồi á, nó thoát ra ngoài cái thân thể vật chất này rồi á, thì quý vị phải biết nó linh động cỡ mức độ nào. Còn nói qua về cái cảm giác, tôi nhìn thấy có những cái hồn ma khi mà họ rời khỏi cái thân thể vật chất, họ chết, họ thoát ra ngoài đó, thì họ cũng vẫn quẩn quanh ở đâu đó chứ còn không có đi đâu về cái cảnh giới nào ráo trơn không trời. Nhưng mà chúng ta nói rằng cái linh thể đó nó thoát ra khỏi cái thân thể vật chất, tức là qua trung giới. Cái danh từ trung giới là một danh từ của một cái đạo pháp gọi là hội thông thiên học đó, họ gọi là trung giới. Thì qua bên đó đó, những cái linh thể tạm thời sẽ qua bên trung giới và nó sẽ ở bên cái thể, chẳng hạn như hôm vừa rồi đó, cách nay khoảng mấy ngày, tôi có đi đám tang người anh ruột. Thì tôi thấy ảnh cũng ở trong cái đám tang đó đó, cũng gần gũi với lại những người thân của ảnh. Chứ ảnh có đi đâu đâu, cũng lần quần ở trong cái đám tang đó. Rồi ảnh cũng chứng kiến người ta tiến hành cái nghi lễ để mà liệm ảnh. Rồi ảnh cũng chứng kiến những cái đứa con của ảnh nó cũng mũi lòng, nó cũng khóc. Ảnh cũng chứng kiến, ảnh nhìn như vậy. Y hệt như là lúc còn sống, không có khác gì. Chỉ có khác cái điểm là không có còn mang cái thân thể vật chất đất nước gió lửa nữa thôi. Thì tôi nói qua về cái vấn đề người thân của tôi như vậy, để cho quý vị cũng hình dung người thân của quý vị cũng vậy thôi. Không có cái gì mà để cho quý vị phải sợ hãi hay là lúng túng cái gì cả. Y hệt vậy à, không khác gì ráo trơn. Nếu mà lúc đó đó, cái linh thể mà nó nảy sanh ra ở trong cái tâm của nó là đói lâu quá, mình nãy giờ 5-7 tiếng đồng hồ, 8-9-10 tiếng đồng hồ mình không có ăn gì đó, đói, thì lập tức á nó có cái cảm giác đói. Rồi nếu trường hợp á quý vị có cái cảm giác là mình no, thì lập tức á cái linh thể đó nghe, cái linh thể nó có cảm giác là no, thì lập tức cái linh thể nó cảm thấy là no. No đói chỉ là cái cảm giác vô minh, mà cái linh thể vì thiếu học đạo cho nên nghĩ như vậy. Và cái no hay đói đó, cái cảm giác đó, cái cảm giác no hay cảm giác đói, nó thuộc về cái tư tưởng. Tư tưởng nghĩ sao thì nó sẽ ra như thế đó. Cho nên tôi nghĩ rằng đáng lý ra đó là người chết là không cần ăn cũng vẫn no, không cần uống mà vẫn không bao giờ khát, không cần mặc mà cũng không bao giờ có cái cảm giác lạnh. Nhưng mà trái ngược với cái biết của chúng ta,
là họ cũng vẫn no, vẫn đói, vẫn lạnh, vẫn khổ đau, vẫn nóng, vân vân và vân vân. Là tại vì họ thiếu cái sự tu hành. Lúc mà họ còn sống, họ tu hành, họ thiếu cái sự học đạo, họ không biết. Cho nên những cái tư tưởng vô minh đó của họ, nó vẫn bám chặt theo họ đó. Giờ rồi họ cũng vẫn đòi ăn đó, họ cũng vẫn đi lục lạo. Cái vấn đề mà xuống nhà bếp á, trong nhà đó, hay là xuống ở phòng trù á, ở chùa đó để lục lạo. Họ lục lạo họ kiếm ăn thiệt đó, chứ không phải là họ nhát quý vị đâu. Cái đó là sư phụ nói thật. Sư phụ nói vậy chị Ngọc Tỷ nghe không? Họ xuống dưới phòng trù ở dưới chùa đó, họ lục lạo, hay là họ xuống dưới nhà bếp của nhà mà cái nhà mà của họ đó, họ cũng lục lạo. Họ lục lạo son nồi, cũng khua vang lên những cái âm thanh, là họ cũng đi tìm thức ăn đó. Họ cũng có cảm giác đói đó, bởi vì họ cứ nghĩ mình chết tới nay 3-4 ngày nay mình không có ăn, mình chết cả 1-2-30 ngày nay không thấy người thân mình cúng này nọ nọ kia đó. Họ có cái cảm giác đó, cái họ có cái thấy vô minh đó. Rồi từ cái thấy vô minh đó đó, nó ứng hiện ra cái cảm giác đó, mà rồi cái linh thể của họ cảm giác là đói. Chứ thật sự mà khi hiểu biết rồi, không khởi lên một cái tâm niệm mà đói khi không có ai cúng thì sẽ không bao giờ đói. Không khởi lên cái tâm niệm là mình cần phải mặc áo ấm để không lạnh, nếu mà không khởi lên cái tâm niệm như vậy thì cũng sẽ không bao giờ lạnh, vân vân và vân vân. Tất cả đều phát sinh từ cái tâm niệm vô minh đó mà có như vậy. Cho nên vì vậy cái quan trọng là khi chúng ta còn sống, chúng ta cần phải học đạo, chúng ta cần phải học qua những giáo pháp của những pháp sư chân chánh, học qua giáo pháp của một vị minh sư, một vị mà họ đã thể nghiệm chứng đắc được cái sự thật đó, họ nói cho mình nghe, để cho cái thấy vô minh của mình á nó được khai mở. Rồi quý vị biết, nói qua về cái vấn đề ăn, nói qua cái vấn đề đồ vật thực cúng kiến nữa, sẵn là nói luôn đó, khi mà quý vị có người thân của quý vị chết ở tại chùa hay là ở tại nhà, rồi quý vị cũng mang thực phẩm lên cúng rồi nọ. Đối với những cái người mà họ tu cao á, họ hiểu biết giáo pháp một cách sâu xa đó, thì họ sẽ không bao giờ ngó ngàng gì tới hết, bởi vì họ đã biết quá rõ rồi, họ không ngó ngàng gì tới hết. Còn những cái người mà không biết đó, trời ơi, khi mà quý vị đem lên quý vị cúng đó, thì cái vong linh của họ thấy mừng dữ lắm. Họ lại họ ăn đó. Họ ăn bằng cái cách nào? Bởi vì khi chết bỏ cái thân thể này rồi á, thì họ còn có cái thể tình cảm, cảm giác, ta gọi là thể vía đó. Nó sẽ bay rà rà rà, nó sẽ đứng gần rà rà ở trên những cái, và nó cũng bốc lên. Nó cũng bốc lên cái trái cây đó, hay là nó cũng lấy cái chiếc đôi đũa hay là cái chén mà quý vị để đó cúng đó, rồi nó cũng gắp đồ ăn nó bỏ vô đó rồi nó ăn. Nhưng mà nó ăn không phải là nó ăn cái thực chất của cái thực phẩm mà quý vị cúng, mà nó ăn cái thể vía của cái thực phẩm đó. Nó ăn cái thể vía của cái thực phẩm đó. Bởi vì mình chết, mình bỏ cái thân thể rồi, mình sống trong cái thể vía, mình tức là cái thể vía, mình tức là cái thể tình cảm, cảm giác. Thì lúc đó vật thực cũng vậy, nó họ cũng sử dụng cái thể vía của cái vật thực đó. Cho nên có nhiều người nói trời ơi, đồ ăn mà sau khi mình cúng cho họ rồi đó, nó mau đổ nhớt, nó mau thiêu dữ lắm.
Điều đó là có thật chứ không phải là không có đâu. Và nếu mà chúng ta là người tu hành á, mà nhất là chúng ta là những người tu tịnh này nọ đó, tu thiền định đó, mà chúng ta ăn ba cái thứ đồ ăn này vô á, là chúng ta lãnh đủ. Lãnh đủ. Bởi vì khi họ ăn như vậy đó, cái người mà tu cao á, cái người mà chân tu đó, thì không bao giờ họ ăn. Mà khi á, mà họ đã ăn như vậy, chứng tỏ rằng cái linh thể của họ không cao rồi. Mà linh thể không cao tức là cái linh thể nó đầy âm khí trong đó, đó. Họ ăn tức là họ nhả cái âm khí vô trong đó, là quý vị lãnh đủ. Tôi nói là quý vị lãnh đủ luôn. Tu hành không bao nhiêu mà quý vị còn đem cái âm khí vật thực đồ ăn mà của mấy cái vong linh của ma nó ăn vô đó. Tôi dùng cái danh từ ma ăn là để cho quý vị biết sợ hãi đó. Để cho quý vị biết sợ hãi mà quý vị né tránh giùm tôi, nhất là những người mà tu thiền định rồi này nọ đó. Né tránh giùm tôi cái. Quý vị cũng có thể cắt nghĩa cho người thân của mình. Người thân là muốn nói vong linh á, người thân của mình là những người đã chết đó, là muốn nói tới vong linh đó. Cắt nghĩa cho họ nghe. Mình cắt nghĩa cho họ nghe. Nhưng mà mình cũng tạm thời, mình cũng cúng. Cũng cúng cho họ đi. Bởi vì có khi họ nghe đâu phải họ tin liền đâu. Họ nghe rồi họ còn phải trải nghiệm nữa. Coi coi con cháu nó nói vậy có đúng không đó. Làm thử coi coi có đói không. Mình nhịn nó đem lên cúng, mình không ăn thì coi đói không. Cái gì cũng vậy, nó cũng phải có cái sự luyện tập. Chứ không có phải là cứ nhớ hoài à. Cứ nhớ cha nãy giờ 4-5 tiếng đồng hồ không có cúng, chắc có lẽ là đói. Thì cái tư tưởng đó, đó nó sẽ kích hoạt. Nó kích hoạt vô trong cái vía của bao tử á. Nó kích hoạt vô trong cái vía của cái những cái tuyến nước bọt á. Tôi nói lúc bây giờ mình đã chết rồi, cái thân thể mình có còn ở đâu nữa đó. Nhưng mà cái thể vía, cái thể tình cảm của mình nó vẫn lấy y cái khuôn mẫu, cái thân thể còn sống của mình nó lấy cái khuôn mẫu đó đó. Và lẽ tất nhiên á, mà nó đã lấy cái khuôn mẫu đó, tức là cái thân thể của mình lúc bây giờ nó là cái thể vía, thì bao tử cũng thể vía, tất cả các tạng phủ của mình cũng thể vía. Và khi mình có cái tư tưởng là đói no rồi nọ đó, nó cũng sẽ kích hoạt, nó cũng kích hoạt những cái thể vía của những cái tạng phủ đó, cho nên cũng khiến thèm ăn, rồi cũng khiến thế này thế nọ y hệt như vậy. Chỉ khác cái điểm là cái thân thể đất nước gió lửa nó khác, cái thân thể tình cảm nó cấu tạo bởi một cái khí chất nó khác. Nó lấy cái khuôn mẫu y vậy, nhưng mà nó cấu tạo bởi cái khí chất nó khác. Một đàn là đất nước gió lửa, một đàn là cái khí chất của cõi giới vô hình. Vậy thôi. Tôi cắt nghĩa rất là rõ vậy đó cho quý vị nghe vậy. Rồi còn có những pháp sư cắt nghĩa mà tôi cũng không muốn nói. Sau khi tu hành, sau khi mà chết rồi vậy, 49 ngày đi đầu thai, tầm bậy vô cùng vô tận luôn. Thiệt tình không biết, thiệt tình không biết tu ở đâu, học ở đâu, thiền định ở đâu mà lại đi nói cái câu vậy. 49 ngày đi đầu thai, 77-49, 49 ngày đi đầu thai, 49 năm á, chứ đừng có nói 49 ngày đó. 49 năm cũng chưa đi đầu thai nữa, phải trải qua cái quá trình ở bên trung giới cũng cả 100-200 năm. Rồi còn phải đi qua những cái cảnh giới cao hơn để mà tiếp tục học hỏi. Rồi sau đó đó mới bắt đầu trở lại. Cái nhân quả nó an bài cho mình phải đầu thai trở lại để mà tiếp tục tiến hóa. Chứ không có phải là 49 ngày hay là 49 tháng gì đâu. Mà nó trải qua cái quá trình
100-200 năm vậy đó mới đi qua bên kia. Qua bên kia rồi tùy theo cái công đức tu hành của mình, tùy theo cái sự hiểu biết của mình, họ mới họ học hỏi những cái thế giới vô hình đó, rồi họ mới quay trở lại. Đó là những cái nguyên tắc. Đó là cái nguyên tắc là như vậy. Bây giờ tôi phân ra cho quý vị biết là chẳng hạn như đối với những người mà lúc còn sống đó, rồi họ có cái trí tuệ, rồi họ có cái chức năng. Chẳng hạn như nếu họ là một bác sĩ, họ tận lực giúp đời, thì sau khi họ chết rồi thì họ, cái linh thể của họ đó, họ qua bên trung giới thời gian ngắn thôi à, rồi họ lại thăng lên trên cái thể thượng giới đó, họ thăng lên cái thể cao đó, cái cảnh giới tinh thần đó, họ vô đó để họ học hỏi. Bởi vì ở chỗ đó, ở những cái cảnh giới cao đó, họ rất có nhiều điều kiện để họ học hỏi, chứ họ không có thất nghiệp. Đối với những cái người mà chúng sinh đó, đối với những chúng sinh tầm thường thì chết rồi mau đầu thai trở lại lắm. Nhưng mà dầu có mau đầu thai trở lại thì cũng phải 100-200 năm, 100 năm, 200 năm, chứ cũng không thể nào là 49 ngày, 49 tháng mà đầu thai trở lại đâu. Một hồi nữa tôi sẽ nói rõ về vấn đề tại sao như vậy. Còn đối với những cái người mà người ta tận lực giúp đời, người ta là những người chân tu, người ta lúc còn sống người ta là bác sĩ, người ta là kỹ sư, người ta là bác học đó, thì cái sự chết của họ đó, chẳng qua là cái sự nghỉ ngơi sau một thời gian 50-70 năm, 100 năm ở dưới thế gian này họ cực nhọc quá rồi, bây giờ thì họ trở về trển để họ nghỉ ngơi. Đồng thời vừa nghỉ ngơi mà lại trong giai đoạn đó họ được bồi dưỡng nữa. Bồi dưỡng ở đây là bồi dưỡng về mặt tinh thần đó. Ở trên đó nó có rất nhiều điều kiện để cho họ bồi dưỡng về mặt tinh thần. Chẳng hạn như bác sĩ thì họ sẽ có những cái phòng thí nghiệm, hay là những cái phòng về y khoa, những cái máy móc mà rất là tối tân, giúp ích cho cái tay nghề của họ. Đó là để chuẩn bị cho họ đầu thai trở lại. Cái ngày mà một vị bác sĩ mà chuyên môn phục vụ đúng đắn cho nhân loại đó, họ quay trở lại họ cũng sẽ trở thành bác sĩ nữa. Bởi vì cái nghiệp vụ bác sĩ của họ đó nó quá tốt rồi, thì cái nhân quả cũng sẽ an bài cho họ quay trở lại với cái chức năng của một người bác sĩ. Và người bác sĩ đó sẽ tài năng hơn trong cái kiếp rồi nữa, năng lực hơn cái kiếp rồi nữa. Đó là tôi muốn nói riêng về cái bác sĩ. Rồi những cái ngành nghề khác cũng vậy đó. Rồi tôi nói với quý vị là tại sao mà chúng ta phải cần có thời gian ở bên bển lâu dài như vậy. Những chúng sinh tầm thường cũng phải ở bển 100-200 năm á, mới đầu thai trở lại, chứ không phải là 49 ngày đầu thai trở lại đâu. Bởi vì nếu mà họ đầu thai trở lại liền, không ích lợi gì đó trơn rồi. Không ích lợi gì là không ích lợi cho chính cái cá nhân của họ, cho chính cái thân tâm của họ, cho chính cái sự tiến hóa của họ, không ích lợi gì hết đó. Cho nên bắt nhốt họ ở trển một thời gian ở trung giới, rồi cũng lên cái cảnh giới cao, cái cảnh giới tinh thần cho họ ở đó thời gian.
cho họ ở trên cái cảnh giới tinh thần lâu quá thì họ đâu có cái công việc gì để họ làm đâu. Bởi vì cái năng lực tâm linh của họ không có, thì bắt họ nhốt họ ở trên để làm gì? Đó. Nội ở bên trung giới cả trăm năm, 100-200 năm thì ở bên trung giới này để cho họ cũng tập vợt cho cái linh thể của họ nó được nhẹ nhàng, nó được nhẹ nhàng hơn là trong cái kiếp rồi. Đó, rồi nhân quả an bài, Thượng Đế an bài cho họ đầu thai trở lại, nó sẽ ích lợi cho họ hơn. Đó. Thôi thì bữa nay tôi đến với quý vị nói một đoạn ngắn để cho quý vị có một cái khái niệm về sau khi chết. Nó là như vậy đó. Không có cái điều gì mà đáng để cho quý vị phải lo lắng và sợ hãi cả. Đó. Thì bây giờ chúng ta, trước khi chúng ta nói chuyện pháp đàm, thì bây giờ chúng ta tạm ngưng cái buổi này bằng cái lời chúc phúc cho quý vị được mọi sự an lạc giữa cái cõi đời đầy dẫy cái sự khổ đau phiền não.